kem Barbie đi. Kem Barbie siêu ngon đi. Xin lỗi, dì mệt quá. Có ý này nè, hôm nay con sẽ thay dì nha. Kiếm đủ 5 xu để có tiền ăn tối nha. Dễ thôi, đừng lo nha. Một kem ốc quế nha. Có ngay. Wow. Phổ biến. Tuyệt vời. Xong rồi nè. Nóng quá đi mất. Tuyệt vời. Hả? Hey. Trả lại tiền cho ta đây. Không. Vậy sao? Chào ngài nông dân. Xin chào, giúp được gì cho cháu nào? Cháu cần ít trái cây để làm kem ạ. Không thành vấn đề, cháu có thể chọn tùy ý, chỉ 5 đô thôi. Nhưng mà cháu không có tiền. Xin lỗi, không có tiền thì không bán. Mình phải đánh lạc hướng thôi. Được rồi, đồ ăn trộm. Xin lỗi ạ, cháu cần trái cây để có thể làm kem. Ok, được rồi, ta sẽ cho cháu trái cây nhưng đổi lấy kem ha. Được ạ. Được rồi. Vậy kem của ta đâu? Sắp có đây ạ. Chào.
ta cũng muốn mua kem. Này, ở đây phải xếp hàng đó nha. Ồ, ok ok. Sữa bò nữa. Ta có sữa bò đây. Cảm ơn ạ. Yummy. Xong rồi ạ. Wow. Nè, còn tiền thì sao ạ? Ta đã cho cháu trái cây rồi mà. Còn ta đã cho cháu sữa bò. Hả? Giờ mình chẳng thể mua bữa tối nổi. Kem đây, kem siêu ngon đây. Kem siêu ngon đây, kem siêu tươi mát đây. Mình muốn que kem thật to. Cậu có mang theo tiền không? Cũng có nha. Abracadabra, boom. Tuyệt. Xong rồi. Lớn nào. Hả? Em bé của mình đâu nhỉ? Không. Không. Vừa ngon lại vừa bổ dưỡng.